Minasan konnichiwa, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với bài học tiếng Nhật cùng Thảo Lê. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng học một số cụm từ mới nhé. Đầu tiên đó là naki ni shimo arazu, được viết bằng chữ vô và chữ phi như thế này. Naki thì tức là không có rồi, nhưng đằng sau thì chúng ta có arazu là không, đúng không? Phủ định của phủ định tức là khẳng định. Và đây cũng là một cái cách nói cổ với cái ý nghĩa là nai wake dewa nai, không hẳn là không, thì tức là skochi wa arimasu, vẫn có một chút, đúng không? Ví dụ như là khi mà mình nói là cái khả năng thành công ấy thì cũng không hẳn là không có. Thay vì dùng với nai wake dewa nai thì các bạn có thể dùng là seikou suru kanose wa naki ni shimo arazu da. Chúng ta nhớ với cụm từ naki ni shimo arazu. Hoặc ví dụ như là cái khả năng mà giành chiến thắng ấy thì cũng có thể lắm, đúng không? Không phải là không có. Shōri no kanose wa naki ni shimo arazu da. Cụm hyōgen thứ hai của chúng ta đó là miru kara ni hoặc miru kara ni shite. Hyōgen này thì nó sẽ được dùng để đưa ra một cái phán đoán, đúng không ạ? Miru là chúng ta nhìn, đúng không? Tức là từ một cái vẻ bề ngoài hoặc là từ một cái trạng thái nào đấy thì chúng ta mới nhìn qua thì chúng ta thấy có vẻ là như thế nào đấy, đúng không ạ? Thì thường á, đằng sau cái dạng miru kara ni hoặc là miru kara ni shite thì nó sẽ thường đi đằng sau với những cái dạng mẫu ngữ pháp như là so đó. Ví dụ như là ôi giời mới thoạt nhìn qua thì trông có vẻ ngon đấy, thì chúng ta sẽ dùng là miru kara ni mechakucha oishiso, đúng không ạ? Thì nó sẽ dùng với kiểu như là mình mới nhìn qua, đúng không? Hoặc là nhìn từ cái vẻ bề ngoài thì trông có vẻ như thế nào đấy. Hoặc là ví dụ mình đang đứng ở đây và mình nhìn thấy ở cái phía đằng kia có một cái người, người ta đang tiến lại gần phía mình. Và nói chung là nhìn cái vẻ bề ngoài trông mình đoán là có vẻ như đầu óc có vấn đề đó, thì chúng ta có thể dùng là miru kara ni shite atama waru sou na yatsu ga mukou kara aruite kite iru. Thì các bạn nhớ là khi mà chúng ta dùng với so cho cái nghĩa là đưa ra cái phỏng đoán từ cái yô sự, cái trạng thái hoặc là cái vẻ bề ngoài, thì chúng ta có thể dùng thêm một cái phó từ nữa đó là miru kara ni hoặc là miru kara ni shite. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bài học tiếp theo.